Xin chào quý vị các bạn. Luckman thì luôn là một trong những cái thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu của Nhật Bản. Hãng ngoài những cái thiết bị đầu CD, những chiếc âm ly, bán dẫn thì được giới chơi audio đánh giá rất cao, thì ngoài ra còn những chiếc âm ly đèn của Luckman cũng được đông đảo giới chơi audio tiếp nhận và đánh giá rất cao về chất lượng cũng như là âm thanh của những chiếc âm ly đèn Luckman. Những chiếc âm ly đèn đầu tiên của Luckman ra đời cũng rất là lâu rồi. Sau đó là những cái thế hệ như là SQ38, S32S thì sau đó một thời gian thì hãng đã không do thị trường âm ly đèn điện tử không còn được phát triển mạnh như là thời trước nữa, thì hãng Luckman cũng như là rất nhiều các thương hiệu trên thế giới đã ngừng sản xuất âm ly bóng đèn điện tử một thời gian khá dài. Tuy nhiên thì để kỷ niệm cũng như là để đánh dấu lại một cái dấu mốc quan trọng của Luckman thì hãng đã quyết tâm là khôi phục cái series là 38 bằng một cái âm ly thế hệ mới, chất lượng rất cao, rất bền bỉ nhưng vẫn mang một cái hơi hướng vintage. Trước mắt chúng ta là chiếc âm ly Luckman SQ38U. Đây là một chiếc âm ly đèn thế hệ mới, chất lượng cao, âm thanh rất là đỉnh cao nhưng nó lại mang hơi hướng của một chiếc âm ly cổ. Chúng ta có thể nhìn thấy là với thiết kế mặt nhôm phay cũng như là các cái hộp gỗ và cái núm tinh chỉnh cũng được làm dạng như là những chiếc âm ly Luckman cổ, nhưng bên trong của nó về phần ruột gan cũng như là về phần các cái cấu tạo cấu trúc thì hoàn toàn mới và được thiết kế chất lượng rất là cao. Và đời này thì đặc biệt là được trang bị thêm cả một chiếc điều khiển để chúng ta có thể tăng giảm cũng như là tắt tiếng ở trên chiếc điều khiển, nó rất thuận tiện với những chiếc âm ly để mới bây giờ, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái âm ly đèn mà nó cổ quá thì thực ra là về cái phần chất lượng linh kiện nó cũng không còn đảm bảo, bởi vì những chiếc âm ly đèn nó quá cổ thì thường là chúng ta về đều phải độ lại những cái con tụ, những con trở, thậm chí là những cái máy âm ly đèn mà nó lâu đời rồi thì bóng đèn yếu là điều đương nhiên, và nó còn có thể hỏng về phần biến áp xuất âm, mà chúng ta biết là biến áp xuất âm là cái phần quan trọng gần như là nhất của những chiếc âm ly đèn, đúng không ạ? Một chiếc âm ly đèn có chất âm hay không chỉ ở riêng phần bóng mà biến áp xuất âm cũng quyết định rất nhiều về cái phần chất âm của một chiếc âm ly đó, đúng không ạ? Một chiếc âm ly mà quá cổ mà biến áp xuất âm nó dùng quá lâu đời rồi, nó có thể kém đi và nó đôi khi là nó có thể cháy được biến áp xuất âm. Chính vì vậy là mà khi mà một chiếc âm ly đèn cổ chúng ta mà đã bị cháy biến áp xuất âm mà làm lại rồi thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào có chất âm hay như nguyên bản được, đúng không ạ? Chính vì vậy thì Luckman đã ra đời cái model SQ38 để hồi sinh lại cái model SQ38S trước đây, nhưng chất lượng của nó được cải tiến hơn rất nhiều. Về phần công suất thì vẫn sử dụng bóng L34 và các cái bóng rè là 12AX7 và công suất ra là 30W một kênh. Đối với âm ly đèn thì 30W là cũng là một cái công suất rất là lớn rồi, đặc biệt là ở đời này thì nó có thể trang bị chơi thêm cả phần phono thì có cả MMC như vậy rất thuận tiện, đúng không ạ? Và đời này thì cũng có kèm thêm cả chỉnh âm sắc và có thể kết hợp chơi được cả hai cặp loa, đúng không ạ? Như vậy thì cái đời này nó cũng có nhiều cái sự cải tiến không chỉ về phần ruột gan, về phần cấu tạo bên trong mà về phần tính năng của nó cũng được nâng lên đáng kể, đúng không ạ? Chiếc ly đèn mà nó có sử dụng cả điều khiển, đúng không ạ? Rất tiện lợi. Hiện nay thì shop em đang bán chiếc ly Luckman SQ38U này với giá là 52 triệu. Chúng ta có thể ghép được với rất nhiều các dòng loa, Tannoy, JBL hay là
ngay cả những cái dòng BB kép hay là những cái dòng loa đồ dễ cao thì chúng ta đều đánh rất tốt. Bởi vì cái bóng L34 này nó cũng rất là dễ dàng ghép loa và có thể ghép được với rất nhiều các dòng loa. Không chỉ riêng con SQ38U này đâu mà những âm ly chạy bóng L34 thì nó cũng có thể ghép được với rất nhiều các dòng loa. Và đặc biệt là cái đời này thì nó cái phần bóng công suất chạy bóng L34 và được ráp theo cái mạch là auto bias, tức là biến tức là cái bias nó sẽ tự động và biến áp ra siêu tiên tính kiểu mu lật cổ điển và công suất là 30W một kênh. Như vậy là có thể là thấy là đời sau nó sẽ chỉnh, nó sẽ cải tiến hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và thêm một điều nữa, đây em sẽ quay cái phía đằng sau để chúng ta cùng xem. Đó. Các cái cọc loa thì cũng được nâng cấp, nâng cấp rất nhiều, đúng không ạ? Nâng cấp lên những cái cọc loa đời cao cắm được bắp chuối rất là hiện đại, và các cái đường jack kết nối vào cũng được mạ vàng tất cả. Và chiếc ly này thì nó cũng có thể sử dụng như là một chiếc rè hay là một chiếc bao độc lập. Đây, input. Đây. Khi chúng ta chọn chế độ separate này, khi chúng ta bật lên thì nó sẽ tách phần dây và phần pao riêng ra để chúng ta có thể sử dụng như là một pao đèn hoặc là sử dụng một dây đèn độc lập để kết hợp với dây hoặc là pao ở phía bên ngoài để thay đổi cái chất âm đi, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ nhấc nó ra khỏi cái vỏ để chúng ta cùng xem cái phần ruột gan về phần cấu tạo của những chiếc âm ly đời mới cao cấp nó sẽ như thế nào. Những chiếc âm ly đèn cổ thì chúng ta thường thấy là những cái mạch của nó làm rất là rối, nó về cái phần mạch về phần đi dây dợ thì nó không được gọn gàng, nhưng về những chiếc âm ly đời mới này thì hãng làm mạch rất là văn minh và rất là gọn gàng. Chúng ta nhìn nó cũng có sự tỉ mỉ ở trong đó, không còn nhiều những cái dây loang hoàng như là những chiếc âm ly đời cổ. Đây, với cấu tạo là 4 bóng công suất L34 đúng không ạ? Và các cái bóng rè chạy bóng 12AX7. Đây là hai biến áp nguồn và đây là hai biến áp xuất âm. Còn biến áp này là của Phono, theo như hãng nói thì là biến áp của Phono. Đây, chúng ta có thể xem qua về cái phần main mạch, những âm ly đời mới làm rất là văn minh, các cái bo mạch thiết kế rất là văn minh, dây dẫn nó cũng được gọn gàng và tối ưu hơn. Cái main mạch chúng ta có thể thấy là nó rất là đẹp và mới, đúng không ạ? Bởi vì đây là một chiếc âm ly đời mới mà, ngoài hình thức mang cái tính chất là cổ điển thì bên trong mạch được thiết kế mới và áp dụng những cái công nghệ đời mới để cho nó tối ưu hơn, cũng như là không phải rườm rà quá nhiều các linh kiện như ngày xưa, đúng không ạ? Và những linh kiện của Lockman sử dụng cho chiếc ly này thì cũng đều là những cái tụ, những con trở chất lượng cao. Ngay cả những cái dây dẫn ở trong máy chúng ta cũng có thể thấy là những cái dây chất lượng cao. Chiếc ly Lockman SQ38U hiện tại thì em đang bán giá 52 triệu, đầy đủ dây nguồn điều khiển, một chiếc ly đèn thế hệ mới chất lượng cao. Những em nào đam mê những chất âm của đèn, thích những chất âm ngọt ngào như là những cái tiếng mà nhạc va thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt, chúng ta nên nghiên cứu. Những em nào chơi Tannoy hay là JBL thì đây là một cái lựa chọn rất tốt ở trong tầm giá trên dưới 50 thì đây là một cái lựa chọn rất tốt, anh em nên nghiên cứu. Xin cảm ơn anh em.